Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Thời sự 365, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam, chuyên cập nhật tin tức nhanh nhất và chính xác nhất trong ngày. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đến với phần điểm tin chính có trong bản tin hôm nay. Tin COVID-19 sáng ngày 15 tháng 1, hơn 16.000 ca COVID-19 trong cả nước, có 11.914 ca trong cộng đồng. Hà Nội vượt 3.000 F0 trong ngày, có 722 F0 cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh thêm một ca nhiễm biến chủng Omicron là cụ bà 62 tuổi từ Mỹ về. Vì sao Việt Nam cần thay đổi tiêu chí đánh giá cấp độ dịch? Tin COVID-19 sáng ngày 15 tháng 1, hơn 16.000 ca COVID-19 trong cả nước, có 11.914 ca trong cộng đồng. Thưa quý vị, tính từ 16 giờ ngày 13 tháng 1 đến nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.040 ca nhiễm mới, trong đó có 14 ca nhập cảnh và 16.026 ca ghi nhận trong nước, giảm 674 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh, thành phố, có 11.914 ca trong cộng đồng. Với 3.029 ca mắc mới trong ngày, Hà Nội đứng đầu cả nước số ca mắc mới. Tiếp đó là Đà Nẵng 765 ca, Bình Định 711 ca, Khánh Hòa 680 ca, Bình Phước 643 ca, Bến Tre 555 ca, Cà Mau 526 ca, Hải Phòng 507 ca, Tây Ninh 432 ca, Hưng Yên 414 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 402 ca, Quảng Ngãi 397 ca, Vĩnh Long 375 ca, Bắc Ninh 319 ca, Thừa Thiên Huế 310 ca, Thanh Hóa 290 ca, Trà Vinh 283 ca, Quảng Ninh 265 ca, Quảng Nam 262 ca, Vĩnh Phúc 247 ca, Hải Dương 227 ca, Bắc Giang 221 ca, Thái Nguyên 216 ca, Hòa Bình 199 ca, Nghệ An 194 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 185 ca, Nam Định 181 ca, Đắk Lắk 176 ca, Phú Yên 169 ca, Bạc Liêu 157 ca, Hà Giang 149 ca, Đắk Nông 146 ca, Cần Thơ 139 ca, Đồng Tháp 135 ca, Thái Bình 125 ca, Hậu Giang 119 ca, Kiên Giang 118 ca, Bình Dương 113 ca, Tuyên Quang 113 ca, Gia Lai 107 ca, Bình Thuận 103 ca, Quảng Trị 98 ca, Đồng Nai 92 ca, Phú Thọ 91 ca, Quảng Bình 88 ca, Hà Nam 87 ca, An Giang 81 ca, Lào Cai 80 ca, Lạng Sơn 79 ca, Điện Biên 75 ca, Sóc Trăng 74 ca, Sơn La 73 ca, Yên Bái 72 ca, Ninh Bình 68 ca, Lai Châu 52 ca, Kon Tum 45 ca, Hà Tĩnh 38 ca, Ninh Thuận 38 ca, Long An 33 ca, Tiền Giang 27 ca, Cao Bằng 21 ca và Bắc Cạn 10 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.980 ca một ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 50 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tại Hà Nội 1 ca, Quảng Nam 27 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 12 ca, Hải Dương 1 ca, Hải Phòng 1 ca, Thanh Hóa 2 ca, Đà Nẵng 3 ca, Khánh Hòa 2 ca và Long An 1 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.991.484 ca nhiễm, đứng thứ 28 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 20.181 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.985.320 ca, trong đó có 1.663.403 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 510.604 ca, Bình Dương 291.917 ca, Đồng Nai 99.161 ca, Tây Ninh 84.502 ca và Hà Nội 82.435 ca. Về tình hình điều trị, trong ngày có 4.290 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.666.220 trường hợp. Số bệnh nhân đang điều trị là 5.481 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 3.795 ca, thở oxy dòng cao HFNC 829 ca, thở máy không xâm lấn 139 ca, thở máy xâm lấn 698 ca, ECMO 20 ca.
Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 13 tháng 1 đến nay ghi nhận 171 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 15 ca, An Giang 20 ca trong 2 ngày, Đồng Tháp 14 ca, Tiền Giang 12 ca, Sóc Trăng 11 ca, Vĩnh Long 11 ca, Cần Thơ 11 ca, Bình Dương 9 ca, Đồng Nai 8 ca, Kiên Giang 8 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 7 ca, Tây Ninh 6 ca, Bình Thuận 5 ca, Long An 5 ca, Bến Tre 5 ca, Hậu Giang 4 ca, Gia Lai 3 ca, Cà Mau 3 ca, Bình Định 3 ca, Hải Phòng 2 ca, Hậu Giang 2 ca, Khánh Hòa 2 ca, Nam Định 1 ca, Đắk Lắk 1 ca, Đắk Nông 1 ca, Lâm Đồng 1 ca, Bạc Liêu 1 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 209 ca một ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 35.341 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm. Ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam xếp thứ 26 trên 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 trên 224 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 13 tháng 1 có 1.066.301 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 165.524.173 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.527.765 liều, tiêm mũi 2 là 71.946.807 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung, tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala là 15.049.601 liều. Hà Nội vượt 3.000 F0 trong ngày, có 722 F0 cộng đồng. Thưa quý vị, Bộ Y tế công bố Hà Nội ghi nhận 3.029 F0 mới. Việc có sự chênh lệch số ca bệnh mới trong ngày giữa công bố của Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội là do khác thời điểm chốt số liệu của hai bên. Các ca F0 mới này vẫn khớp mã số công bố trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19. Tính từ 16 giờ ngày 13 tháng 1 đến nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.040 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 16.026 ca ghi nhận trong nước, giảm 674 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh, thành phố, có 11.914 ca trong cộng đồng. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 là 85.577 ca. Theo số liệu cập nhật đến ngày 13 tháng 1, toàn thành phố hiện có 55.113 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly, trong đó tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 135 ca, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 218 ca, tại các bệnh viện của Hà Nội 3.293 ca, cơ sở thu dung điều trị thành phố 1.361 ca, cơ sở thu dung quận huyện 5.834 ca, theo dõi cách ly tại nhà 44.625 ca. Thành phố Hồ Chí Minh thêm một ca nhiễm biến chủng Omicron là của bà 82 tuổi từ Mỹ về. Thưa quý vị, trao đổi với báo chí tối ngày 14 tháng 1, tiến sĩ bác sĩ Lê Mạnh Hùng, phó giám đốc bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, bệnh viện đang điều trị một cụ bà 82 tuổi nhiễm COVID-19 vừa có kết quả giải trình tự gen nhiễm biến chủng Omicron chiều nay. Cụ từ Mỹ nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 10 tháng 1, xét nghiệm nhanh tại sân bay cho kết quả cụ bà dương tính và được đưa cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 12 thành phố Thủ Đức. Các bác sĩ ghi nhận cụ mắc nhiều bệnh nền, cao tuổi và đã xuất hiện triệu chứng khó thở. Lập tức cụ bà được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới vào chiều cùng ngày. Tiến sĩ bác sĩ Hùng cho biết thêm, với các nhập cảnh chưa loại trừ nguy cơ nhiễm biến chủng Omicron, nên bệnh viện đã cảnh giác cao độ và triển khai quy trình tiếp nhận bệnh nhân rất nghiêm ngặt. Bệnh nhân đưa cách ly, điều trị tại một phòng riêng biệt. Tiến sĩ bác sĩ Hùng chia sẻ, với tinh thần cảnh giác cao độ, bệnh viện coi bệnh nhân này như nhiễm biến chủng Omicron để có biện pháp phòng ngừa tích cực nhất. Nhân viên y tế chăm sóc điều trị cụ bà cũng với tinh thần đây là ca nhiễm Omicron để chủ động hơn. Tại thời điểm nhập viện, tiến sĩ bác sĩ Hùng cho biết, cụ khó thở, mệt mỏi nhiều, hai chân bị phù, nguy cơ chuyển nặng rất cao. Ghi nhận cụ đã tiêm hai mũi vaccine Moderna cách đây 2 tháng. Đến nay, ngày thứ tư nhập viện, sức khỏe cụ dần ổn định, tiếp xúc tốt hơn, có thể tự chăm sóc và sinh hoạt. Hiện các bác sĩ vẫn tiếp tục điều trị cụ theo phác đồ. Cũng trong chiều nay, kết quả giải trình tự gen cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới phối hợp với đơn vị nghiên cứu lâm sàng đèo Oxford thực hiện
kết quả cho cụ bà nhiễm biến chủng Omicron. Đây là ca nhập cảnh nhiễm biến chủng Omicron thứ 13 tại thành phố Hồ Chí Minh và là ca thứ 51 trên cả nước. Với 12 ca nhập cảnh nhiễm biến chủng Omicron tại thành phố Hồ Chí Minh, trước đó đều đã xuất viện, hầu hết đều không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Ngành y tế đã có xét nghiệm trên 2.000 người ngồi cùng trên bay có tiếp xúc gần với 12 ca nhiễm này, kết quả xét nghiệm tất cả đều âm tính. Vì sao Việt Nam cần thay đổi tiêu chí đánh giá cấp độ dịch? Thưa quý vị, ngày 9 tháng 1, Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương rà soát, sửa đổi hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch, chỉ đạo việc sử dụng thuốc điều trị COVID-19 đảm bảo an toàn hiệu quả. Hồi cuối tháng 11, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng, thay vì đánh giá cấp độ dịch theo 3 tiêu chí như hiện nay, Bộ Y tế sẽ tập trung vào việc giảm tỷ lệ ca nhập viện, giảm bệnh nhân nặng tử vong và lấy đó làm tiêu chí đánh giá cấp độ dịch. Bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc Hội truyền nhiễm Việt Nam khóa 6 diễn ra ngày 14 tháng 1, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, chủ tịch danh dự Hội truyền nhiễm Việt Nam để có cái nhìn sâu hơn về kế hoạch thay đổi tiêu chí đánh giá cấp độ dịch. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính: Trước hết, phải nói đại dịch COVID-19 xảy ra được 2 năm và diễn biến vô cùng phức tạp, khó lường, đặc biệt là với sự xuất hiện của các biến chủng mới. Nhiều nước hiện nay có F0 không triệu chứng không phải là bệnh nhân mà chỉ là người lành mang chủng. Người lành mang chủng có nguy cơ lây nhiễm cho người khác thì phải cách ly họ. Thế nhưng chúng ta không nên cách ly tập trung, vì cách ly tập trung liên quan đến các dịch vụ, chăm sóc và nhiều thứ khác. Do đó, nếu có điều kiện cách ly các F0 không triệu chứng tại nhà là điều rất tốt. Chưa kể các trường hợp nhẹ thì không cần thiết đưa đến viện. Nếu chăm sóc tại nhà tốt, sau 3 đến 5 ngày, bệnh nhân sẽ khỏi. Tuy nhiên, cũng sẽ có một tỷ lệ nhất định, đặc biệt là những trường hợp nguy cơ cao như người già, có bệnh nền như mỡ máu, huyết áp cao, bệnh thận, bệnh gan có thể diễn biến nặng hơn. Chúng ta cần giám sát chặt diễn biến những ca bệnh đó tại nhà, cộng đồng để đưa người có diễn biến nặng vào bệnh viện kịp thời. Việc này giúp bệnh nhân được điều trị tốt hơn và giảm nguy cơ tử vong. Đây là chiến lược mà chúng ta đang thực hiện. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính cho biết, giá trị thứ nhất là chúng ta giảm được quá tải bệnh viện, thứ hai là giảm tỷ lệ tử vong. Bất cứ bệnh lý nào mà nguy cơ tử vong cao thì người ta đều e ngại. Chiến lược mới, nếu như người mắc bệnh mà có thể tự chữa khỏi tại nhà, không cần đến bệnh viện, điều này sẽ giúp giảm tốn kém cho người dân, đỡ tạo áp lực cho cán bộ y tế. Chúng ta dồn trang thiết bị hiện đại như máy thở, ECMO cho các ca nặng, từ đó sẽ giúp giảm tỷ lệ tử vong thì người dân sẽ an tâm hơn và chúng ta không quá lo ngại về vấn đề này nữa. Khó dự đoán diễn biến dịch sắp tới, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính nói, về diễn biến dịch trong giai đoạn tới để đưa ra dự đoán là rất khó. Thế giới mới xuất hiện Omicron nhưng sau sẽ lại tiếp tục có những biến chủng khác. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tin tưởng rằng với sự bao phủ vaccine COVID-19 rộng rãi trên toàn cầu và rất nhiều nước đã tiêm mũi 3, thậm chí Israel đã tiêm mũi 4, sẽ giúp hạn chế được các biến chủng sau này. Thêm vào đó, nếu các biến chủng sau này chỉ là thể nhẹ thì người dân cũng sẽ có miễn dịch tự nhiên với các chủng đấy. Về nguyên tắc, đại dịch bùng lên nhưng rồi nó cũng phải kết thúc, vấn đề là thời gian. Hy vọng rằng trong một thời gian không xa, COVID-19 sẽ kết thúc. Phóng viên hỏi, một bộ phận không nhỏ người bệnh sau khi mắc COVID-19 để lại những di chứng hậu COVID-19, những di chứng này có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của họ sau này không? Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính cho biết, thế giới vẫn đang theo dõi những người mắc COVID-19 và thấy rằng có một số di chứng hay đúng hơn là biến chứng. Có người cảm thấy mệt mỏi, cũng có nhiều người đôi lúc cảm thấy khó thở, trong phổi lại không thấy tổn thương. Những di chứng chủ yếu vẫn là do mặt tâm lý, sự sợ hãi với bệnh dịch. Do đó, rối loạn hay gặp nhất là hội chứng trầm cảm sau khi mắc COVID-19 hoặc ảnh hưởng đến trí nhớ. Có thể sau một thời gian các di chứng này lại hết, nhưng bao giờ hết hoặc tồn tại trong bao lâu thì chúng ta cần nghiên cứu và theo dõi thêm. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính cho biết thêm, những người mắc di chứng hậu COVID-19 nên được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc tâm lý, rối loạn tâm thần để được kiểm tra các vấn đề về thực thể. Hiện nay, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cũng đã lập thêm khoa chống rối loạn tâm lý COVID-19 để tư vấn và điều trị cho người bệnh. Ông Trần Phương Bình lãnh án tù chung thân lần thứ hai. Thưa quý vị, sáng ngày 14 tháng 1, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bác kháng cáo của tất cả các bị cáo và nguyên đơn dân sự có kháng cáo trong vụ án tại Ngân hàng Đông Á. Ông Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc, bị tuyên y án chung thân. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định việc tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản là có căn cứ. Bởi trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2013,
Ông Trần Phương Bình với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Tín dụng đã chỉ đạo những người dưới quyền gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á 8.800 tỷ đồng. Trong đó, hành vi vi phạm hoạt động liên quan đến việc cho 4 nhóm khách hàng gồm Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, MNC, Tân Vạn Hưng vay gây thiệt hại 8.700 tỷ đồng. Hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn của ông Bình gây ra thiệt hại 75 tỷ đồng, dẫn đến Ngân hàng Đông Á lỗ lũy kế 31 tỷ, vốn chủ sở hữu âm hơn 25 tỷ. Xét kháng cáo của các bị cáo, cụ thể là ông Trần Phương Bình kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử cho rằng tòa án sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án chung thân là tương xứng với mức độ, tính chất hành vi của bị cáo. Tại tòa phúc thẩm, ông Bình không có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt, cũng chưa hoàn trả hết số tiền đã chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Á, nên hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Bình, y án sơ thẩm. Đối với kháng cáo của ông Phùng Ngọc Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty MNC, xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét cấn trừ số tiền 250 tỷ đồng và nghĩa vụ bồi thường. Hội đồng xét xử cho rằng không có căn cứ giảm nhẹ hình phạt trong Khánh. Hội đồng xét xử cũng cho rằng việc kháng cáo xin cấn trừ 250 tỷ và nợ gốc của ông Khánh là không cần thiết. Các bị cáo được Viện Kiểm soát đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt là bị cáo Phạm Chiến Quốc, cựu phó phòng khách hàng doanh nghiệp thuộc Ngân hàng Đông Á chi nhánh quận 9. Nguyễn Tăng Ngọc Linh, cựu phó giám đốc Ngân hàng Đông Á chi nhánh quận 10. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng các bị cáo này không có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt nên không chấp nhận. Tương tự, các bị cáo khác xin giảm nhẹ hình phạt cũng không được hội đồng xét xử chấp thuận. Như vậy, ông Trần Phương Bình bị tuyên phạt án chung thân về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt là chung thân. Trước đó, ông Trần Phương Bình cũng từng bị tòa án tuyên mức án chung thân trong vụ thất thoát 3.600 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á. Hội đồng xét xử phúc thẩm cũng không chấp thuận kháng cáo của nguyên đơn dân sự là Đông Á về việc đề nghị xem xét số tiền lãi, buộc các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phải bồi thường cho Ngân hàng Đông Á tính đến nay đưa ra vụ xét xử. Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan và sửa một phần bản án sơ thẩm về cấp phần này. Thực hư cuốn sổ tay tình ái của ông Lê Tùng Vân. Thưa quý vị, những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao đồn thổi chia sẻ thông tin công an huyện Đức Hòa thu giữ được cuốn sổ tay ghi lại chuyện nhạy cảm của ông Lê Tùng Vân với những phụ nữ trong tỉnh Thất Bồng Lai. Dù chưa rõ thực hư ra sao, nhưng nhiều người cho rằng cơ quan chức năng cần điều tra, xử lý nghiêm ông Vân về tội loạn luân để gian đe. Tuy vậy, đến nay, công an huyện Đức Hòa vẫn chưa có thông tin chính thức về sự việc trên. Theo nguồn tin của báo chí, ngày 4 tháng 1, Công an huyện Đức Hòa đã khám xét tỉnh Thất Bồng Lai và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến những sai phạm tại đây. Tuy nhiên, không hề có cuốn hồ sơ tình ái như cộng đồng mạng đồn thổi chia sẻ. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng có thu giữ một cuốn sổ ghi lại chu kỳ kinh nguyệt của những người phụ nữ đang sinh sống tại đây. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Cũng theo nguồn tin trên, hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố thêm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội danh loạn luân cũng đang được các nhà chức trách điều tra làm rõ, nhưng khó xác định hành vi phạm pháp của ông Vân vì chưa có đơn phản ánh và vấn đề này cũng phức tạp. Trước đó, như báo chí đã đưa tin, thời gian gần đây, Công an tỉnh Long An cho biết đã nhận rất nhiều đơn thư của các tổ chức cá nhân liên quan đến những sai phạm ở hộ của bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi, ngụ ấp Đập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai hay Thiền Am bên bờ vũ trụ. Những phản ánh chủ yếu xoay quanh các hành vi có dấu hiệu trục lợi hình thức tu đại gia, nuôi trẻ mồ côi, cờ nhỡ để kêu gọi từ thiện, trục lợi từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân, loạn luân. Căn cứ tài liệu thu thập được phản ánh về hành vi sai phạm của các đối tượng tạm trú sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, ngày 3 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Ngày 4 tháng 1, nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền quyên góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an Đức Hòa đã tổ chức bắt quả tang và khám xét tại hộ bà Cao Thị Cúc, làm việc với một số trường hợp sinh sống tại đây để làm rõ các hành vi sai phạm có liên quan. Trên cơ sở chứng cứ thu thập, sau khi Viện Kiểm soát cung cấp phê duyệt ngày 5 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố với 4 bị can: Lê Tùng Vân, 90 tuổi, Lê Thanh Hoàn Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.